let it bang, bang. Chào các bạn. Thì hôm nay mình vừa đóng được một cục pin. Nó có hình dạng như thế này nè. Nên mình gửi cho các bạn. Đây là tem của cái quạt. Tem của cái quạt giải nhiệt, nó dính. Mình nóng cục pin 4S 14.8V. Có mạch ở trên đầu luôn các bạn. Mạch 4m mình đặt ở trên đầu của cục pin luôn. Các bạn nhìn rồi, rất là gọn đúng không? Đây cục pin nè. Cái mạch trên đầu luôn. Mạch này là mạch bảo vệ nè, cân bằng. Nó không để cho tuột pin các bạn, khi giống như 3-4 cục pin này nó xả pin đến 14.8V là nó ngắt. Sạc đầy của nó là 16.8V. Xài xả hết đến cái lượng pin nhất định là nó ngắt, nó không cho xả nữa. Nó bảo vệ cái nguồn pin không có để bị tuột pin. Rồi khi mình sạc á, nó sẽ cân bằng cái pin cho 4 viên pin đều lên đầy với nhau hết, không có viên nào thiếu hết. Mấy cái loại mạch cân bằng này là nó như vậy. Và mạch này là mạch xả 25A, 25-30A gì mình quên mất rồi. Tức là đủ cho bạn xả chơi xe điều khiển nè các bạn. Chơi xe điều khiển nè, các bạn sử dụng nguồn cho mấy khoang pin nè. Mấy khoang, mấy bu lông 14.8 rồi đó, bạn chế mấy khoang á, chứ không có sử dụng cho máy bay được nha các bạn. Tại vì cái mấy loại mạch này là nó mà xuống nguồn là nó sẽ ngắt, nó ngắt nguồn luôn. Nó không có xuống như cái kiểu pin mà xuống đến khi nào mà cạn kiệt từ từ. Còn đây nó mà đến cái mức pin, cái mức nguồn cho phép là nó ngắt ngang luôn, là máy bay mình sẽ bị rơi tự do. Cho nên chỉ chơi xe được thôi. Đó, các bạn nào muốn đóng pin như thế này thì liên hệ mình nha. Đây, mình đóng một cục pin như thế này nè, các bạn nhìn thấy nó gọn gàng không? Có mạch trên đầu luôn. Coi nhiệt bọc gọn gàng hai lớp. Lớp xanh, lớp trong thì để lộ cái mạch ra cho nó đẹp. Đó. Rồi, clip này giới thiệu vậy thôi. Bạn nào muốn làm, muốn đặt thì cứ để lại bình luận. Mình sẽ liên hệ lại nha.